Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 19 tháng 7 dọn xong xác ùn ứ tại Hà Nội. Toàn tỉnh đã tiêu thụ được 164.700 tấn vải thiều, Bắc Giang đại thắng vụ vải thiều năm 2020. Phá điểm vận chuyển hàng lậu tại cảng cạn Mỹ Đình. Sapa và Ninh Bình trong danh sách điểm đến mới nổi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày bị người dân phong tỏa, bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn đã hoạt động bình thường trở lại từ chiều 17 tháng 7. Đến ngày 19 tháng 7, công ty Urenco đã thu dọn xong rác tại các điểm tập kết tạm thời. Chiều 17 tháng 7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội đã tháo lều bạt, thu dọn bàn ghế để xe chở rác ra vào khu xử lý chất thải Nam Sơn. Hoạt động thu gom rác được khôi phục như bình thường. Tuy nhiên, lượng rác ùn ứ sau 4 ngày là rất lớn. Ngày 19 tháng 7, Urenco mới thu dọn xong lượng rác tại các điểm tập kết tạm thời. Ngày 17 tháng 7, tỉnh Hòa Bình đã tiếp nhận và cách ly tập trung 85 công dân Việt Nam là các du học sinh đang học tập tại nước ngoài trở về vào khu cách ly tập trung, trong đó có 82 nam và 3 nữ. Tại địa điểm cách ly tập trung của Trung đoàn 814, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình, 85 công dân được cấp phát khẩu trang, nước rửa tay, tờ rơi truyền thông hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19, phổ biến nội quy sinh hoạt, khám sàng lọc. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình cũng đã bố trí phòng ở chu đáo và đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, phương án đảm bảo ăn ở sinh hoạt cho người được cách ly. Các công dân sẽ được lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm nhanh COVID-19 tại chỗ, được phục vụ ăn uống miễn phí. Ngày 17 tháng 7 tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng như Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, Hải quan tỉnh làm thủ tục tiếp nhận hơn 600 sinh viên du học sinh Lào tại Việt Nam nhập cảnh. Số sinh viên du học sinh sẽ được cách ly tại 4 trường của Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh, Trường Cao đẳng Nghề Việt Đức, Trường Cao đẳng Nguyễn Du. Ngay khi đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, sinh viên Lào được tiến hành làm các bước thủ tục y tế theo quy định. Ngoài ra, tất cả các sinh viên đều được phát SIM miễn phí 4G nhằm giúp cho các học sinh, sinh viên học trực tuyến qua mạng trong thời kỳ cách ly. Chuyển đổi số là quá trình tất yếu để phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới và cũng là hướng tới mục tiêu kép của chính phủ trong việc hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi xa toàn cầu. Việc phát triển và ra mắt các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Làm đơn xin nghỉ trực tuyến. Tạo lập và ký hợp đồng với khách hàng. Hơn 100.000 người dùng ở hơn 2.000 doanh nghiệp đã dùng nền tảng này, đánh giá cao khả năng linh hoạt của phần mềm. Các cái chính sách trong mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Chấm công tiền lương khác nhau, chính sách kinh doanh khác nhau, các cái quy trình xử lý công việc khác nhau. Làm sao đó để người dùng có thể được tùy biến được từ doanh nghiệp của mình. Thì đây là những thứ mà One Office tập trung để giải quyết. Để thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực, từ trung tuần tháng 4 năm 2020 đến nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đã liên tục giới thiệu các nền tảng Make in Việt Nam như nền tảng phục vụ nhu cầu học tập, đào tạo trực tuyến, nền tảng hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa, nền tảng điện toán đám mây Việt, nền tảng mã bưu chính VPostcode. Động lực to lớn về chuyển đổi số, nó đem lại lợi ích cho toàn xã hội và nó cũng không phân biệt trong cái việc độ tuổi. Đó thì đấy là một cái lợi ích kép, vừa là mang cái tính là educate cho cộng đồng về cái lợi ích của việc chuyển đổi số mang lại, và cũng như là cái việc là tạo nên cái cơ hội, tạo nên cái thị trường cho các cái doanh nghiệp Việt cùng tham gia cạnh tranh, cùng tham gia để phổ biến các cái trí tuệ Việt đến tất cả cộng đồng. Theo đại diện Bộ Thông tin Truyền thông, thì các nền tảng số Make in Việt Nam là giải pháp đột phá thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam là một thị trường lớn với khoảng 100 triệu dân. Công nghệ số có khả năng giải quyết được các vấn đề, giải quyết được những cái sự nhức nhối của xã hội, giải quyết được những cái bài toán của từng bộ, từng ngành và từng quốc gia, và các anh giao nhiệm vụ nhiều hơn cho anh em doanh nghiệp công nghệ thì vấn đề sẽ được giải quyết. Chuyển đổi số Việt Nam là cái nôi để sinh ra các doanh nghiệp công nghệ số. Để từ đây các doanh nghiệp, các sản phẩm và giải pháp chuyển đổi số Việt Nam sẽ đi ra nước ngoài và làm rạng danh nước ta, góp phần thực hiện đến năm 2030 về dịch vụ công trực tuyến, hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng, cơ sở dữ liệu quốc gia, xếp hạng về chính phủ điện tử, chỉ số cạnh tranh, chỉ số đổi mới sáng tạo, hạ tầng viễn thông, an toàn, an ninh mạng.
Thị trường du lịch nội địa đang rất sôi động, đặc biệt từ giữa tháng 7 và tháng 8 khi học sinh được nghỉ hè. Đây là một phần kết quả từ chương trình kích cầu du lịch nội địa Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Gia đình ông Bình đã đi du lịch hai chuyến là Quy Nhơn, Tuy Hòa và Đà Lạt, Nha Trang trong tháng 6 và đầu tháng 7, ngay sau khi chương trình kích cầu du lịch nội địa được phát động. Hiện ông tiếp tục tìm tour đi Phú Quốc trong tháng 8 tới. Qua cái chủ trương của chính phủ và của ngành du lịch là đã kích cầu cái du lịch, cho nên chúng tôi thấy là cái thái độ phục vụ thì tất cả những cái chi phí, giá cả thì các thứ rất là thuận tiện. Thị trường nội địa ghi nhận một số lượng lớn du khách thay vì đi du lịch quốc tế đã chuyển sang đi du lịch trong nước. Các đơn vị lữ hành cũng rất linh hoạt để thiết kế các hành trình tour phù hợp với nhu cầu của khách Việt theo đủ 3 phân khúc là cao cấp, tiêu chuẩn và tiết kiệm. Năm nay là do Covid-19, chúng tôi chuyển chỉ có đi tour nội địa. Trước mắt là đầu tháng 8, chúng tôi đi Đà Nẵng, Bà Nà, Hội An. Sau hơn một tháng phát động kích cầu du lịch nội địa, đến thời điểm này có thể khẳng định chiến dịch đã đạt được những tín hiệu rất khả quan. Mặc dù vậy, vẫn có những khách chưa hài lòng về chất lượng dịch vụ. Cái lượng đặt phòng rồi dịch vụ tour rất là cao. Phải nói là có một số điểm là không còn dịch vụ. Một số địa phương thì có lẽ rằng mọi người cũng so sánh với trước đây hình như không bằng. Nhưng mà cái điều đấy rất bình thường khi mà dịch diễn ra. Bởi vì là trong điều kiện khó khăn này thì rõ ràng là rất nhiều nơi thì sử dụng cái lực lượng lao động nó ít hơn nhiều so với trước đây. Du lịch đang có những bước phục hồi thị trường nội địa sôi động trong gần 2 tháng cao điểm hè. Tuy nhiên, các điểm du lịch, các công ty kinh doanh lữ hành cũng cần tính đến các yếu tố đảm bảo chất lượng để người Việt Nam thêm yêu thích đi du lịch Việt Nam. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang thông tin, đến thời điểm này toàn tỉnh đã tiêu thụ được 164.700 tấn vải thiều. Với sản lượng tăng, có thể coi vụ vải thiều năm 2020 đã kết thúc thắng lợi với địa phương này. Thị trường tiêu thụ có sự dịch chuyển theo hướng tích cực, đó là tăng thị phần trong nước. Giá bán vải thiều năm nay bình quân đạt thấp hơn vụ vải năm 2019, nhưng bù lại sản lượng tăng. Vì thế, tổng giá trị thu được từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 6.900 tỷ đồng, tăng 600 tỷ đồng so với vụ vải thiều năm 2019. Về xuất khẩu, năm nay, lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang đặt chân được đến thị trường khó tính là Nhật Bản. Quả vải Việt Nam được người tiêu dùng Nhật Bản rất ưa chuộng. Từ nhiều năm qua, hồng không hạt đã được tỉnh Bắc Cạn định hướng phát triển theo hướng hàng hóa đặc sản của địa phương. Mấy năm gần đây, cây hồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Mỗi hecta trung bình thu được trên dưới 160 triệu đồng trên một năm, gấp từ 4 đến 5 lần so với trồng lúa, ngô. Gia đình ông Đồng Văn Thuần ở thôn Nà Chom, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn trồng cây hồng không hạt từ lâu, nhưng chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Về sau thấy quả hồng dễ bán, ông dần mở rộng diện tích. Đến nay gia đình ông đã có hơn 400 cây, trong đó 250 cây cho thu hoạch quả. Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm ông Thuần thu được từ 3 đến 6 tấn hồng, mang lại thu nhập từ 60 đến hơn 100 triệu đồng. Năm nay thì gấp đôi, từ 30.000 một cân. Cây hồng này là để xóa đói giảm nghèo cho gia đình, được vươn ra thoát nghèo ấy. Chú cũng được 3 năm liền mà. Hợp tác xã Đồng Lợi được thành lập từ năm 2018 với 8 thành viên, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản. Trong đó, hợp tác xã chú trọng vào việc trồng, nhân giống, tiêu thụ quả hồng không hạt. Vụ hồng năm 2018, hợp tác xã đã thu mua và tiêu thụ 100 tấn hồng. Năm nay, sản lượng hồng giảm nên sản lượng tiêu thụ của hợp tác xã ước đạt khoảng 50 tấn. Với mục tiêu đưa quả hồng Bắc Cạn vào các siêu thị lớn, hợp tác xã đã làm tem, nhãn mác truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm của mình. Trước đây chưa thành lập hợp tác xã thì dân ở đây bán hồng thì thường cho các tiểu thương. Thì từ khi là thành lập hợp tác xã thì tiêu thụ ổn định hơn. Thì năm nay thì quyết định là đầu tư phân bón với lại chăm sóc là đúng theo quy trình của kỹ thuật ở trên huyện, trên tỉnh khuyến nông xuống hướng dẫn ấy, thì làm theo đúng quy trình thì quả chất lượng năm nay là tốt hơn. Cái quy trình sản xuất ấy, trước hết tập trung chỉ đạo tập huấn cho người dân, tổ hợp tác xã thực hiện cái sản xuất theo hướng an toàn và tiến tới là sản xuất hữu cơ.
trong những năm tiếp theo sẽ tính toán hỗ trợ cho nhân dân các khâu từ thu hoạch, bảo quản chế biến và đóng gói sản phẩm theo yêu cầu của thị trường. Cây hồng ở Bắc Cạn phân bố chủ yếu ở 3 huyện Chợ Đồn, Ba Bể và Ngân Sơn. Riêng huyện Ba Bể hiện có 200 hectare hồng không hạt. Từ năm 2015 đến nay, mỗi năm huyện trồng mới 50 hectare. Phần đầu đến năm 2020 có 500 hectare hồng. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện đã lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình 30A, 135 và nông thôn mới để đầu tư cải tạo vườn hồng già cỗi, chú trọng quản lý cây đầu dòng nhằm tạo nguồn giống tốt, cung cấp cho người dân. Vĩnh Phúc hiện có rất nhiều làng nghề có thể kết hợp với kinh doanh du lịch nếu được tổ chức khai thác tốt, vừa phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, đồng thời tăng thu nhập cho người dân vùng nông thôn, nhất là địa phương có làng nghề truyền thống lâu đời. Với hơn 100 làng nghề, trong đó có gần 19 làng nghề truyền thống, Vĩnh Phúc có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch văn hóa tổng hợp, đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm sản phẩm đặc trưng của làng nghề. Một số làng nghề ở Vĩnh Phúc đã có lâu đời và nổi tiếng như gốm Hương Canh, mộc Thanh Lãng, rèn Lý Nhân, mây tre đan Triệu Đề. Những năm gần đây, sản phẩm của một số làng nghề còn được xuất khẩu, nhưng việc sản xuất tại chỗ phục vụ cho khách du lịch lại chưa được chú trọng. Cũng có rất nhiều cái khả thi, ví dụ như cái dụng cụ, cái hàng sắt, hàng để dùng gia dụng cho gia đình, thì cái hàng này là khách du lịch người ta rất là ưa chuộng. Khi đến làng nghề tham quan thì người ta cũng muốn được mua những cái sản phẩm để làm lưu niệm, đặc biệt là những hàng mỹ nghệ của Sơn Mộc. Thế thì cái sản phẩm này cũng là rất là phù hợp với cái thị hiếu của khách du lịch. Thì hiện nay chúng tôi cũng đang vươn tới cái khả năng này. Các cái sản phẩm của các cái làng nghề truyền thống, đặc biệt là ở địa phương xã Triệu Đề chúng tôi thì là làng nghề truyền thống, nghề mây tre đan truyền thống, chuyên sản xuất các cái đồ dùng gia dụng trong hàng ngày trong các hộ gia đình, mà nó tận dụng được sức lao động phụ những lúc nông nhàn ở địa phương, cho nên là phát triển rất tốt, làm đến đâu bán hết đến đấy. Và cho nên cái việc chuyển đổi sang làm những cái sản phẩm tinh xảo để xuất khẩu hoặc là đồ mỹ nghệ rất là khó khăn. Phát triển du lịch làng nghề có thể đem lại giá trị kinh tế lớn, giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Song hiện nay, các làng nghề vẫn ít được biết đến, chưa có các tour du lịch đưa khách đến tham quan các làng nghề. Hơn nữa, cơ sở hạ tầng, các sản phẩm du lịch, chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các làng nghề còn yếu kém. Các dịch vụ đưa du khách trải nghiệm chưa được quan tâm đầu tư nên chưa tạo được sức hút. Bên cạnh đó, môi trường các làng nghề bị ô nhiễm, cơ sở hạ tầng giao thông một số nơi chưa được đầu tư, đã kìm hãm sự phát triển của du lịch làng nghề. Để phát triển du lịch làng nghề, ngoài sự thay đổi tư duy sản xuất của người dân, cần có sự hỗ trợ của nhà nước trong việc xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng cho các làng nghề như khu giới thiệu sản phẩm, khu bán hàng, khu chế biến, khu xử lý chất thải nhằm khai thác hết tiềm năng của các làng nghề. Hai đội quản lý thị trường số 1 và số 6 đã cùng thành viên Tổ công tác về thương mại điện tử Tổng cục Quản lý Thị trường tiến hành kiểm tra hôm 16 tháng 7 và phát hiện một cơ sở kinh doanh lâu năm nằm trong khuôn viên Cảng Cạn Mỹ Đình tại số 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Do nằm ẩn trong khu vực Cảng Cạn Mỹ Đình nên các hoạt động kinh doanh của cơ sở này rất khó phát hiện vì thường bị trà trộn cùng với hoạt động thông quan của lực lượng hải quan. Cơ sở kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong, người đứng đầu chi nhánh là ông Phang Hồng Doan, quốc tịch Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy phép hoạt động bưu chính. Thực tế kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa rất lớn, được đóng trong các thùng cắt tông, bao tải, túi ni lông và nhiều hàng hóa như chăn ga các loại mang nhãn Zara Home, quần áo Adidas, ấm đun nước điện, mặt nạ đắp mặt, tảo sấy khô đóng hộp, cao xoa bóp, tem đánh răng, xịt khoáng, mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội đầu, sữa bột, bóng đèn ô tô xe máy, máy tập thể lực, đồ gia dụng các loại. Tổng số hàng lên tới trên 100.000 sản phẩm và hơn 20 bao hàng hóa đang được tiếp tục kiểm đếm. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục kiểm đếm phân loại hàng hóa, làm rõ chủ hàng cụ thể của từng lô hàng lậu, hàng có dấu hiệu giả sở hữu trí tuệ, hàng có dấu hiệu giả xuất xứ, cũng như hàng hóa không đúng với bản chất công dụng và các vi phạm khác. Tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại đang diễn biến phức tạp, trong khi công tác đấu tranh phòng chống còn nhiều hạn chế vướng mắc. Đây là vấn đề được nêu ra tại hội thảo chuyên đề về khó khăn vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia phối hợp với cơ quan thường trực là Tổng cục Hải quan được tổ chức mới đây.
hàng loạt các vụ buôn lậu, gian lận thương mại được phát hiện trong thời gian gần đây. Có địa phương bắt hàng nghìn vụ nhưng không khởi tố vụ án, khởi tố bị can nào, gây bức xúc trong dư luận. Theo đánh giá, thì ngoài những lỗ hổng về văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, quy chế phối hợp giữa các lực lượng và sự trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ là những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Cái số vụ phát hiện xử lý địa phương rất nhiều, có địa phương lên đến vài ngàn vụ nhưng mà không khởi tố được vụ án buôn lậu nào. Và nếu có khởi tố được vụ án dựa trên giá trị hàng hóa thì không khởi tố được bị can nào. Trong trường hợp chúng tôi một mẫu giám định nhưng báo chí là có khi 2-3 cơ quan có kết quả khác nhau. Mặc dù một mẫu giám định chúng tôi đi chính xác thì giám định là người ta sai, khi thực hiện kiểm tra giám định người ta đúng. Giá viết trên các hóa đơn thì rất thấp, đơn vị đo lường thì không phù hợp với quy định, vì đồng hồ thì ghi bằng cân. Báo cáo với anh là rất khó cho chúng tôi là trong cái công tác các lực lượng ở trong nội địa như công an, quản lý trường phía sau là kiểm tra rất khó xử lý. Báo cáo với các anh một cái quần bò thì 5.000, 10.000. Thẳng thắn nhìn nhận tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn nhiều bất cập. Hội thảo cũng đã tập trung thảo luận những nội dung liên quan, giải pháp tháo gỡ vướng mắc của các loại văn bản quy phạm pháp luật, việc phối hợp giữa các cơ quan và các quy định khác. Cơ quan chức năng của Trung ương đã trả lời những vấn đề có thể giải quyết được ngay tại chỗ để các lực lượng chức năng địa phương tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Còn những vấn đề còn vướng mắc khó khăn thì chúng tôi về sẽ phân tích đánh giá giữa cơ quan thường trực, đó là Bộ Tài chính và Văn phòng thường trực sẽ cùng nhau đồng thuận những cái kiến nghị đối với các bộ ngành địa phương và những vấn đề vượt quá thẩm quyền thì chúng tôi sẽ báo cáo với trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia để trình chính phủ và quốc hội trong thời gian tới. Để hạn chế tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, tại hội thảo cũng có ý kiến đề nghị tăng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm, đồng thời đẩy mạnh sản xuất trong nước, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam với các nước. Trang du lịch trip2discovery.com Mỹ vừa giới thiệu 14 điểm đến mới nổi ở châu Á nên ghé thăm, trong số đó có Sapa, tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình của Việt Nam. Theo giới thiệu của trip2discover, Sapa là một trong những nơi hấp dẫn nhất để ghé thăm ở Việt Nam. Sapa nằm ở khu vực miền núi phía Bắc, được bao quanh bởi những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Vì nằm trong dãy núi Hoàng Liên Sơn, Sapa cũng là nơi tuyệt vời để đi bộ, xe đạp và leo núi. Trong khi đó, cách thủ đô Hà Nội gần 100 km, tỉnh Ninh Bình hấp dẫn du khách bởi phong cảnh đẹp như tranh vẽ với hàng trăm tảng đá vôi nguyên khối phủ màu xanh mướt. Ngoài ra, tỉnh Ninh Bình còn có rất nhiều chùa chiền, tiêu biểu là chùa Bái Đính, Bích Động. Khảo sát một số hang động nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, trong đó có hang Thẩm Khít. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Cạn đã phát hiện nhiều di vật quý thể hiện dấu tích sinh hoạt của người tiền sử. Tại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện 54 hiện vật quý có thể trưng bày, trong đó nổi bật là bộ công cụ đá cuội ghẻ đẽo, bộ công cụ xìu thô, mảnh tước. Căn cứ vào kỹ thuật chế tác, loại hình công cụ và địa hình phát hiện, các nhà khảo cổ học bước đầu xác định hang Thẩm Khít là di tích cư trú của người tiền sử thuộc giai đoạn hậu kỳ đá cũ cách ngày nay gần 20.000 năm. Ngoài hang Thẩm Khít, các nhà khảo cổ còn khảo sát tại một số địa điểm như động Nả Phòng, hang Thẩm Mìa, hang Ba Cửa và phát hiện ra gần 100 hiện vật quý với niên đại từ 2.000 đến 20.000 năm về trước. Kết quả nghiên cứu về cái hang Thẩm Khít và một số hang khác mà trong đợt này thôi thì rõ ràng nó đưa chúng ta một cái nhận thức rất mới về cái văn hóa thời tiền sử ở Bắc Cạn nói riêng và Việt Nam nói chung. Và chúng ta thấy rằng là cái sự phân bố của người thời tiền sử nó tương đối rộng. Nó chủ yếu cái vùng các hang động ấy thì là ở vùng phía Bắc cũ, tức là vùng phía Đông Bắc. Theo các nhà khảo cổ học, những hiện vật quý vừa được phát hiện tại khu vườn quốc gia Ba Bể hay tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh trong vài năm trở lại đây đã khẳng định Bắc Cạn là một trong số những địa danh có vết tích hoạt động, sinh hoạt của người tiền sử. Do đó, việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn của các di khảo cổ học này là rất cần thiết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.